và trên kênh fanpage Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, trong cái khung thời gian từ 20 giờ cho đến 21 giờ hàng ngày. Và trong buổi livestream trực tuyến của chúng tôi, khi mà bà con tham gia theo dõi cái buổi livestream trực tuyến của chúng tôi, xin bà con hãy đưa ra những câu hỏi để chúng tôi theo dõi, chúng tôi tập hợp và trả lời cho bà con. Với một giờ đồng hồ chúng tôi livestream trực tuyến với bà con, nhằm với mục đích là cùng bà con giải quyết những khó khăn trong quá trình chăn nuôi cũng như những khó khăn trong quá trình khống chế dịch bệnh, với mục tiêu là để tăng cái hiệu quả trong quá trình chăn nuôi, đồng thời giảm cái thiệt hại trong quá trình khống chế dịch bệnh. Và cũng như các cái buổi livestream trước đây, nội dung của buổi livestream trực tuyến của chúng tôi có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là nút báo của người chăn nuôi, và nội dung thứ hai đó là trả lời trực tiếp những câu hỏi của bà con đưa ra, và nội dung thứ ba là chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con sử dụng một trong các cái chế phẩm thuốc thú y trong quá trình khống chế dịch bệnh cũng như là trong quá trình phòng bệnh và khống chế dịch bệnh đối với vật nuôi. Vâng, thưa bà con, trong cái buổi trong cái mục nước báo của người chăn nuôi thì hôm nay chúng tôi trao đổi với bà con một cái chuyện lạ, và chuyện lạ có thật. Chuyện lạ có thật ở đây đó là con trâu màu hồng ở thành phố Hồ Chí Minh được khách trả giá 1 tỷ đồng nhưng chủ không bán. Thế vậy thì chủ nhân của con trâu có da màu hồng hiếm có ở Việt Nam là ông Đặng Văn Ghen, với tên thường gọi là Út Uột, làm nông ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Giữa những tiếng ồn ào và sự hào ứng của bà con đến xem và xin chụp ảnh với con trâu màu hồng, ông Ghen kể lại, con trâu này đã 30 năm tuổi, thuộc gốc trâu của Thái Lan, di chuyển qua Campuchia rồi cập bến Tây Ninh của nước mình. Năm 2001, ba của tôi mua với giá 12 triệu đồng, lúc đó tương đương khoảng 2,5 cây vàng hiện nay. Một số người còn cho rằng chú trâu này rất thông minh, khi nghe được chính miệng của chủ nó nói là ông Ghen kể về chuyện cách đây chưa đầy một năm, ba ông qua đời, chú trâu màu hồng này đã đến trước quan tài và có những hành động như là quỳ lạy kèm theo vẻ mặt buồn rầu, trông rất tội nghiệp. Và ông Ghen cũng chia sẻ, bây giờ người ta có giao giá bao nhiêu tôi cũng không bán. Châu Hồng đã trở thành một cái thành viên của gia đình tôi, nên bây giờ nếu thiếu nó thì không khác gì thiếu ai đó trong gia đình. Và hiện đã có người trả 1 tỷ đồng, nhưng ông nhất quyết không bán. Như vậy thì châu da màu hồng, hay còn gọi là châu Hồng, của ông Ghen rất khỏe, và mỗi một ngày có thể kéo được 1 tấn cỏ để cung cấp thức ăn chính cho khoảng 200 con bò sữa tại địa phương bình thường. Và châu cùng ông Ghen ra đồng, ông đi trước còn châu đi theo sau, tự lo kiếm cỏ đủ chi tiêu, và được giao thì lăn ra ngủ. Và đấy là một câu chuyện, cũng là một câu chuyện lạ. Và đây là một số cái hình ảnh bà con chúng ta xem châu có màu hồng ở trên đây. Vâng, như vậy là chúng ta thấy là không phải là trên thực tế còn có rất nhiều các chuyện lạ trong quá trình chăn nuôi cũng như trong quá trình thực tế trong xã hội. Và đấy cũng là một trong những cái mục lướt báo của người chăn nuôi mà chúng tôi trao đổi với bà con trong buổi livestream trực tuyến của chúng tôi. Vâng, giờ sang cái phần là thứ hai. Sang phần thứ hai là cái trả lời trực tuyến của chúng tôi. Thì xin bà con hãy đưa ra những câu hỏi để chúng tôi trả lời cho bà con. Vâng, rất cảm ơn bà con. Cho tới hiện tại thì chúng tôi đã thấy có rất nhiều bà con đã tham gia và xem trực tiếp cái buổi truyền hình trực tuyến của chúng tôi. Và một lần nữa tôi rất cảm ơn bà con đã
quan tâm theo dõi cũng như là một cái nguồn động viên của chúng tôi để mà cải tiến những cái nội dung trong cái quá trình live stream trực tuyến. Thế vậy thêm trong những cái buổi live stream trực tuyến của chúng tôi thì ngoài những cái buổi mà chúng tôi trả lời trực tiếp trực tuyến thì chúng tôi có sẽ đặt tới chúng tôi sẽ sản xuất ra một số các video giới thiệu cho bà con những cái thao tác, những kỹ năng trong quá trình được kỹ năng của thú y, ví dụ như là cố định vật nuôi hoặc là các phương pháp đưa thuốc vào cơ thể hoặc là các cái biện pháp mà truyền dịch. Mà vừa rồi chúng tôi đã sản xuất 3 cái video mà chúng tôi đã đăng lên một cái video trên cái YouTube, đó là cái việc mà cố định hoặc khống chế vật nuôi, đặc biệt là đối với chó cảnh mà chúng tôi đã đưa ra cho bà con. Như vậy thì đợt tới chúng tôi sẽ sản xuất những cái video trực tiếp và thực tế, ví dụ như đi tới các trang trại xem quan sát và thiếu những trang trại đó thực hiện tốt những vấn đề gì và cần phải như thế nào vân vân. Thì đấy là trước khi mà trả lời những câu hỏi trực tuyến thì chúng tôi thông báo với bà con là trong cái kênh YouTube của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng cải tiến những cái nội dung và cải tiến những các cái phương pháp hữu ích để giúp cho bà con. Vâng, anh Dương Học. Vâng, rất cảm ơn anh Dương Học. Anh Dương Học có đưa ra một cái nhận xét như thế này: thầy ơi, nhờ thầy tư vấn 5 năm nay con nuôi con gì là giàu hạ. Vâng, trong cái điều kiện hiện nay tình hình dịch bệnh cũng như là những khó khăn chung cho cái chăn nuôi cũng như là những cái khó khăn dịch bệnh chung đối với con người, thì cái việc mà cụ thể là nuôi những con gì là có cái hiệu quả cao thì đây cũng là một vấn đề mà rất khó khăn và cần phải cân nhắc. Nhưng trên thực tế để ổn định nhá, để ổn định và con vật nuôi có cái hiệu quả kinh tế cao thì theo chúng tôi vẫn là con lợn nhá, vẫn là con lợn. Tất nhiên là trong quá trình chăn nuôi, đặc biệt là lợn hiện nay là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi mà chúng ta chưa có vaccine, chúng ta chưa có khống chế được. Nhưng chúng trong quá trình chăn nuôi thì cần phải là áp dụng những cái phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học nha, cần phải áp dụng những phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học và phải biết được, nắm được những kỹ thuật trong quá trình chăn nuôi và nắm được các cái quy trình phòng bệnh, và có như vậy thì trong quá trình chăn nuôi mới có hiệu quả. Chứ trên thực tế mà chúng tôi đã đi điều tra khảo sát một số các cái bà con chăn nuôi thì rất nhiều bà con chăn nuôi ở đây là chỉ có tính chất là theo phong trào, ta thấy người ta chăn nuôi có lãi, mình có ít vốn và có điều kiện thì cũng chăn nuôi. Nhưng mà gì, trong quá trình chăn nuôi chưa hiểu được cái bản chất của con vật nuôi như thế nào, chưa nắm được cái kỹ thuật chăn nuôi của cái con vật nuôi đó, và đặc biệt là cái quá trình khống chế dịch bệnh. Và chính vì vậy mà năm nào đi chăng nữa hoặc là như thế nào đi chăng nữa thì cái việc mà chăn nuôi nếu mà không nắm được cái đặc điểm sinh lý hoặc là cái đặc điểm của từng con vật hoặc là kỹ thuật chăn nuôi và cái quy trình khống chế dịch bệnh thì dù có chăn nuôi con nào đi chăng nữa cũng thất bại. Vâng, thưa anh Học, chúng tôi có tóm tắt sơ lược cái câu hỏi và trả lời câu hỏi của anh như vậy. Vâng, một câu hỏi của khán giả là Nha Chu: thầy ơi, cho em hỏi bên nhà em nổi cục ở cổ thì là bệnh gì ạ? Thế vậy thì một trong những cái hiện tượng trên thì hiện nay đó là cái hiện tượng mà viêm da nổi cục của châu bò, đặc biệt là của bò. Thì việc là cái hiện tượng viêm da nổi cục bắt đầu nó xuất hiện ở cái dưới da vùng cổ và sau đó sẽ lan sớp khắp toàn thân nhá, sẽ lan khắp toàn thân. Và cùng với cái việc mà nổi cục nhiều ở vùng da ở cổ thì trâu hoặc là bò còn có các biểu hiện sốt này, có hiện tượng chảy nước mũi này, và có hiện tượng là ăn kém vân vân.
Và sau một cái khoảng thời gian nhất định thì cái hiện tượng là nổi cục nó xảy ra, xuất hiện ở hầu hết trên cái da của con trâu và con bò. Thế vậy đây là một bệnh do virus gây nên, và virus này thuộc là virus virus động nha, thuộc cái virus họ họ virus động, và chính vì vậy mà cái tác động của virus nó chủ yếu tác động cái tổ chức dây da và gây nên các tổn thương ở dây da, và trong một số trường hợp có thể gây nên cái rối loạn tuần hoàn, rối loạn hô hấp và rối loạn tiêu hóa, và trong trường hợp mà gây nên những cái rối loạn của các khí quan trong cơ thể thì sẽ là ảnh hưởng rất lớn tới trạng thái của cơ thể, và thậm chí có thể gây nên cái hiện tượng là trâu bò bị chết. Và đây là một bệnh đã xảy ra ở Trung Quốc trước đây một năm, và đối với nước ta năm ngoái cũng đã bắt đầu xảy ra, và cho tới hiện nay cũng đang xảy ra ở một số các cái tỉnh phía các tỉnh miền núi, và vừa rồi cũng đã xuất hiện ở một số các tỉnh ở cái khu vực miền Trung. Thế vậy thì khi mà con trâu và con bò có các cái biểu hiện bệnh này thì cần phải tách riêng, cách ly, và sau đó xử lý cái môi trường chăn nuôi thật tốt bằng các thuốc sát trùng. Và đồng thời những con trâu con bò mà chưa mắc bệnh thì phải dùng các thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng, ví dụ bổ sung polymix khoáng, vitamin ADE và vitamin tổng hợp để cho trâu bò uống có tác dụng để nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cơ thể. Thế còn thì đối với những trâu và đồng thời là phải tiến hành dùng vaccine để tiêm phòng. Vậy hiện nay là Việt Nam chúng ta đã nhập khẩu cái vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò, và trong khoảng thời gian vừa rồi đã nhập khoảng 10.000 liều. Do vậy là nếu mà có như vậy thì anh và bà con hãy tới các cái cơ quan thú y, ví dụ như là trạm thú y hoặc là chi cục thú y vân vân, để mà báo và lấy cái vaccine về để tiêm. Thế còn thì những trâu bò mà bị bệnh thì như nãy tôi nói rồi là phải tách riêng ra, sau đó là dùng thuốc. Đây là một loại bệnh do virus gây nên, cho nên là chưa có thuốc điều trị được hiệu, cho nên việc điều trị ở đây là chủ yếu nâng cao sức đề kháng, bồi bổ cơ thể, điều trị triệu chứng và thuốc mà để phòng bệnh kế phát. Thế vậy thì cụ thể đây là gì? Điều trị những cái mụn cục ở trên da, nếu mà bị viêm loét thì dùng nước lá chỗ không sắc đặc để rửa, và sau đó là dùng iodin để bôi những cái vùng da mà có các cái cục mà bị tổn thương, và đồng thời là dùng vitamin C, B1, caffeine, đặc biệt urotropin tiêm cho trâu bò ngày 2 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Dùng catosan hoặc là satosan tiêm cho trâu bò, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và dùng ý dung dịch đường gluco, thì đường gluco đây phải dùng với nồng độ là 20% và liều lượng là 500ml tới 1000ml, kết hợp với vitamin C 10ml và kết hợp với caffeine, đây là thuốc trợ tim 10ml, tiêm truyền chậm vào tĩnh mạch, và đồng thời là tăng cường cái urotropin để tăng cường giải độc. Và với cái biện pháp trên điều trị tích cực và điều trị ngay thời kỳ đầu thì sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên cái bệnh viêm da nổi cục mà hiện nay đang xảy ra rất nhiều đối với châu bò ở một số các tỉnh. Cho nên là anh cần lưu ý cũng như bà con cần lưu ý. Vâng. Rất cảm ơn anh Hữu Nam. Tất nhiên là cái chia sẻ bệnh thì chúng tôi rồi là một cái nội dung trong cái buổi tư vấn trực tuyến của chúng tôi thì cũng có một cái thời gian ngắn để mà chúng ta thấy là vừa cũng là một chuyện vui và vừa cũng là để biết được những cái vấn đề mà gì xảy ra trong cái điều kiện xã hội. Thì những số trước kia thì chúng tôi chia sẻ các bệnh, nhưng mà nếu chia sẻ nhiều các bệnh thì chúng ta thấy là nhiều khi bà con chúng ta cũng lại thấy nó nhàm chán, cho nên là chúng tôi sẽ thay đổi cái nội dung, cái nút báo này
này có thể là chúng ta thay đổi cái nội dung để cho nó thay đổi cái không khí một chút. Chứ còn cái chia sẻ bệnh thì chúng tôi thấy là rất hữu ích. Đó. Ví dụ như anh đã thấy như thế, nhưng một số bà con thì người ta cũng lại thấy là trong cái khoảng thời gian một giờ đồng hồ thì cần có những cái lúc mà giải trí và vui một chút. Vâng, rất cảm ơn anh đã có những khi chia sẻ và góp ý. Vâng, một khán giả như đây chắc là Lào ấy, hay là Campuchia. Xin chào thầy, xin hỏi thầy khoáng đa lượng có thể dùng cùng kháng sinh được không? Vâng, thì cái khoáng đa lượng có thể là canxi, phốt pho vân vân. Thì tất nhiên là trong quá trình điều trị thì sử dụng rất nhiều các cái loại thuốc, ví dụ như thuốc trợ sức trợ lực, nâng cao sức đề kháng, thuốc điều trị chủ chứng và thuốc điều trị nguyên nhân. Thế vậy thì trong cái quá trình điều trị thì người ta thường tách riêng các cái loại thuốc với cái tác dụng khác nhau. Ví dụ như thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng thì người ta có thể làm hòa chung được với nhau, như vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine. Thì đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là thuốc điều trị triệu chứng, ví dụ như là trong trường hợp mà nôn mửa thì phải dùng cái atropine xuất phát để tiêm, thì trong trường hợp này là người ta phải dùng dùng riêng đó, người ta phải dùng dùng riêng, và kháng sinh thì phải dùng riêng. Do vậy mà cái khoáng đa lượng hoặc là khoáng vi lượng hoặc là một số các cái loại thuốc khác nữa, tôi lấy ví dụ như vitamin B1 hoặc vitamin C thì không bao giờ người ta trộn chung cùng với kháng sinh được, bởi vì là những cái đó nó sẽ khi mà tác động trộn chung với kháng sinh nó sẽ thay đổi pH của kháng sinh, và không những thế mà nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của hai loại thuốc, đúng không? Có thể là những loại thuốc mà nâng cao sức đề kháng của cơ thể hoặc là thuốc mà kháng sinh. Do vậy trong quá trình điều trị thì cần phải tách riêng từng loại thuốc với nhau, tác động cùng một lúc nhưng mà tác động ở các cái vị trí khác nhau nhá, và thì thành và tách riêng các loại thuốc đó ra với nhau, chứ không được là trộn lẫn tất cả được với nhau thì nó ảnh hưởng tới cái chất lượng của các cái loại thuốc. Vâng, anh một trường hợp nữa và xin bà con hãy đưa ra những cái câu hỏi để chúng tôi trả lời. Và cũng rất cảm ơn bà con trong buổi live stream đây thì tôi thấy là có rất nhiều người đang theo dõi. Thế vậy thì trong quá trình theo dõi thì xin bà con hãy đưa ra những câu hỏi, có thể những câu hỏi mà trong cái khoảng thời gian hiện nay gặp phải, hoặc là những câu hỏi mà trước kia chúng ta đã gặp để cùng trao đổi, đúng không? Thì cùng trao đổi ở đây thì vừa giúp ích cho tại chính bà con và đồng thời cũng là vừa giúp ích cho bà con chăn nuôi. Cho nên là xin mời bà con hãy đưa ra những cái câu hỏi để chúng tôi tập hợp và chúng tôi trả lời. Một câu hỏi nữa của anh Lê Viết Hùng. Thầy ơi, sao lợn trại nhà em sinh ra đến ngày thứ 2 là tiêu chảy phân vàng, rồi lần nào cũng bị, em cho uống Ampiculi và Enzofloxacin mà không được thầy tư vấn giúp. Vâng, cái hiện tượng mà lợn mà đang theo mẹ nha, lợn đang theo mẹ mà bị tiêu chảy thì đây là cái hiện tượng thường gặp nha. Đây là cái hiện tượng thường gặp, ở trang trại nào cũng gặp, và ở bất kể một cái ra trại nào cũng gặp, và ở các cái khoảng thời gian khác nhau ở trong năm. Và trong trường hợp này thì chúng tôi thường gọi là cái lợn con tiêu chảy phân trắng hoặc là phân vàng. Thế vậy thì cái hiện tượng tiêu chảy phân trắng hoặc là phân vàng ở đây có nghĩa là khi mà lợn con bị rối loạn tiêu hóa và bú sữa mẹ vào không được tiêu hóa hấp thu và lại đào thải cái sữa ra bên ngoài, và cái màu trắng hoặc màu vàng đấy chính là cái màu của sữa. Và thì lúc đầu là rối loạn tiêu hóa và sau đó sẽ dẫn đến cái hiện tượng nhiễm khuẩn. Và trên thực tế là thường có ba cái loại vi khuẩn mà bội nhiễm sau khi mà cái rối loạn tiêu hóa xảy ra, ví dụ như là E. coli, ví dụ như là Salmonella hay còn gọi là phó thương hàn, ví dụ như là vi khuẩn yếm khí nhé, vi khuẩn yếm khí hay người ta gọi là vi khuẩn là Clostridium perfringens. Thì vậy trong trường hợp mà đàn lợn của nhà anh ấy thường
tiêu chảy phân vàng, thì đây là cái hiện tượng mà là tiêu chảy do rối loạn tiêu hóa và sau đó bội nhiễm E. coli, bội nhiễm E. coli. Thế vậy thì trong trường hợp này, để mà khắc phục được trường hợp này thì anh phải tiến hành đồng bộ các cái biện pháp. Thứ nhất là phải cải thiện lại cái môi trường chăn nuôi, tức là chuồng nuôi nhá, hoặc là sàn nuôi là phải thường xuyên sạch sẽ khô ráo. Dùng thuốc sát trùng để tẩy uế cái chuồng nuôi hoặc là sàn nuôi nếu nuôi chuồng sàn, hoặc là nếu nuôi chuồng nền. Thì đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là phải giữ ấm, đặc biệt là trong khoảng độ 2 cái tuần đầu lợn sau khi sinh thì cần phải giữ ấm. Thì giữ ấm ở đây là tốt nhất là phải có cái chuồng úm nha. Mà cái chuồng úm ở đây là dùng đèn, đèn ở đây là phải đèn hồng ngoại thì mới có tác dụng. Thế vậy cái đèn hồng ngoại nó có tác dụng là vừa là tăng cái nhiệt độ, giữ được cái nhiệt độ đối với lợn con sau khi sinh, và đồng thời chính cái tia hồng ngoại này nó cũng tác động để tăng cường cái tuần hoàn cục bộ, tăng cường quá trình trao đổi chất cục bộ, cho nên mà nó có nâng cao sức đề kháng và ảnh hưởng rất tốt đối với trạng thái của lợn con, và đặc biệt là nó sẽ hạn chế được cái hiện tượng tiêu chảy. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai mà anh cần phải lưu ý. Và vấn đề thứ ba đây là anh cần phải sử dụng theo một cái phác đồ điều trị như sau. Việc đầu tiên là dùng kháng thể, theo tôi là phải dùng kháng thể E. coli tiêm cho toàn bộ những con lợn ở trong đàn đó, và tiêm liên tục 3 ngày liền, và phải tiêm ở xoang phúc mạc. Và trong quá trình mà tiêm cái kháng thể E. coli cho lợn thì cũng có thể sẽ có hiện tượng xảy ra sốc phản vệ, nhưng mà nó không ảnh hưởng lớn tới cái trạng thái của cơ thể, cho nên anh cũng như bà con cần phải yên tâm. Đồng thời với việc dùng kháng thể E. coli tiêm theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm thì và dùng liên tục 3 ngày liền, thì còn dùng thuốc kháng sinh để điều trị vi khuẩn bụi nhiễm. Và như nãy tôi nói, cái vi khuẩn bụi nhiễm trong trường hợp đây nó là E. coli. Vì vậy mà sử dụng một trong các loại thuốc thực tế hiện nay, ví dụ như là Enzofloc 10-20%, ví dụ như Chlorpheniconazole 10-20%, ví dụ như là Quinolai, ví dụ như là Thiamphenicol 10%, hoặc là Chlor-45, vân vân, tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và dùng cái vaccine, dùng cái vitamin, đặc biệt vitamin ADE và vitamin tổng hợp cho lợn con uống ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và cùng với việc mà dùng kháng sinh tác động với đường tiêm thì còn dùng kháng sinh tác động trực tiếp vào cái niêm mạc ruột, tác động trực tiếp để diệt cái vi khuẩn trực tiếp. Thì anh có thể sử dụng, tôi nhắc lại là có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau đây để cho uống, ví dụ như là Biseptone, ví dụ như là Neotesol, Biseptone hoặc là Neotesol hoặc là Tetramycin, đấy là cái dạng bột và cho con vật uống. Và với cái biện pháp trên điều trị liên tục từ 3 đến 5 ngày. Thế và để hạn chế được cái hiện tượng tiêu chảy sau khi lợn con mới sinh, thì trong quá trình mà lợn mẹ mang thai phải chăm sóc nuôi dưỡng tốt, đầy đủ các chất dinh dưỡng, bổ sung định kỳ, bổ sung khoáng cũng như là vitamin, và trước khi mà lợn đẻ 3 đến 4 tuần thì dùng cái kháng thể E. coli để tiêm cho lợn mẹ, rồi nó sẽ tạo cái kháng thể cho đàn lợn con. Và sau khi mà lợn con được đẻ ra cần phải giữ ấm bằng cái đèn hồng ngoại, và dùng cái kháng thể E. coli để cho lợn con uống ở 1-2 ngày đầu. Thì đấy là cái biện pháp mà khống chế được cái hiện tượng mà tiêu chảy ở lợn con mới sinh ra theo mẹ như anh đưa ra. Vâng, một câu hỏi nữa của anh Ngọc Khoa. Thưa thầy, con lợn nhà em còn 4 ngày nữa là được 114 ngày mà sờ bụng không thấy con húc mà lầm sữa thì không thấy phát triển. Đây là lứa đầu ạ. Lứa đầu ạ. Và em đã tiêm cái tai xanh rồi lở mồm long móng rồi ba bệnh giả dại trước khi phối giống từ khi được 75 ngày. Đã tiêm E. coli tiêu chảy giúp
tiêu chảy cấp. Vậy em đã dùng đúng phác đồ. Vậy thì khi tôi nói về vấn đề thứ nhất là cái việc mà sử dụng vaccine, thì đây là cái quy trình mà anh đã thực hiện đúng với các nhà chuyên môn đưa ra. Thế còn cái việc mà con nái mà anh thấy là đã được 114 ngày rồi mà không thấy là có bầu sữa hoặc là cái bầu vú mà không phát triển, hoặc là khi sờ vào bụng thì không thấy là hoạt động của đàn con, thì trong trường hợp này thì chúng tôi thấy là có thể là cái con nái của nhà anh là một là cái lượng con nếu có thì rất là ít, và thứ hai hoặc cũng có thể là rất là yếu và có cái hiện tượng là thai chết lưu ở trong bụng. Thế vậy thì khi thời gian mang thai trung bình đối với lợn là 3 tháng 3 tuần 3 ngày và tính ra thì như anh nêu là 114 ngày, nhưng nó có thể dao động cộng trừ 2 ngày, có thể là 112 ngày nó đã đẻ, hoặc có thể là 100 phải nên là 116 ngày nó mới đẻ. Cho nên trong trường hợp này thì theo chúng tôi để mà biết được cụ thể thì tốt nhất nhá, tốt nhất anh cho tới hiện nay là anh sẽ dùng cái thuốc mà hiện đẻ anh tiêm cho lợn xem như thế nào. Thì thuốc hiện đẻ đó là Hanprot, tiêm sáng, tiêm trước, tức là cái hiện đẻ trong vòng 24 giờ, tiêm buổi sáng và xem theo dõi đến ngày mai. Và nếu mà không có cái hiện tượng đẻ thì là anh cần phải lưu ý và báo các bộ địa phương đến người ta xem xét rằng một cách cụ thể như thế nào nhá. Thì đấy là cái việc mà can thiệp những trường hợp con nái của nhà anh là anh cần phải lưu ý nha. Như vậy một khán giả tên là Dương Học, em có bán giống chỉ thích người chăn nuôi theo phong trào thôi ạ. Đấy đúng. Thế vậy thì anh chị vâng, đối với anh thì là anh miễn làm như thế nào anh bán được nhiều giống là tốt, đúng không? Cho nên là ai như thế nào đến là cứ bán, càng mua được nhiều giống của anh càng tốt. Nhưng trên thực tế anh phải cần lưu ý này là những người chăn nuôi là người ta phải làm chăn nuôi có hiệu quả nhá. Chăn nuôi quá trình có hiệu quả thì sẽ có hiệu quả, thì sau này người ta mới lại là kích thích người ta chăn nuôi. Chứ còn chăn nuôi theo phong trào mà ngày lần đầu mà không có hiệu quả thì mà lại thất thoát nhiều mà lỗ nhiều thì sau này người ta sẽ là ngại, người ta không chăn nuôi nữa. Thế vậy là ngại không chăn nuôi nữa thì ai mà mua giống cho anh. Vâng, thì đấy là cái này là chúng ta thấy là nó có sự trái ngược nhau, tức là người bán thì là thích có rất nhiều người mua đó, thích rất nhiều người mua. Thế còn thì cái người mua như thế nào, ảnh hưởng như thế nào thì là không quan trọng đối với người bán. Thì cái này là nó phải có sự là tương tác với nhau, tức là người ta chăn nuôi có hiệu quả thì chăn nuôi hiệu quả thì là mà kích thích là người ta nuôi và người này với người khác và người ta sẽ là trao đổi lẫn nhau thì anh mới bán được nhiều. Chứ còn nếu mà 10 người chăn nuôi mà 7-8 người mà chăn nuôi không có hiệu quả thì sau này người ta cũng không chăn nuôi nữa thì làm sao anh bán được giống. Vâng, chào anh. Thì chắc đây cũng là một vấn đề là nói để cho nó vui thôi anh Học nhé. Vâng, một trường hợp một khán giả nữa đó là Đàm Thủy. Thầy ơi, thầy chia sẻ kinh nghiệm quy trình phòng bệnh trên vịt ạ. Vâng, thì chúng ta thấy là thưa anh và thưa bà con, đối với vịt thường xảy ra một số các cái bệnh mà truyền nhiễm. Khi mà đã xảy ra những bệnh đấy thì cái hiệu quả chăn nuôi rất là kém và cái tỷ lệ rủi ro rất là cao. Tỷ lệ rủi ro rất cao và cái tỷ lệ hao hụt rất là cao trong quá trình chăn nuôi vịt. Do vậy trong quá trình chăn nuôi vịt thì người ta thường là phải sử dụng một số các cái loại vaccine để tác động đối với đàn vịt. Thứ nhất là cái vaccine phòng bệnh viêm gan siêu vi trùng. Thì để mà phòng bệnh viêm gan siêu vi trùng thì người ta thường tác động cái vaccine là rất là sớm, đó là cái 3 ngày tuổi hoặc là cùng lắm 5 ngày tuổi người ta đã tác động rồi. Thì đấy là cái loại là thứ nhất. Cái loại thứ hai là cũng hay xảy ra, đó là vaccine cái phòng bệnh dịch tả vịt. Thế vậy thì cái vaccine mà để mà phòng bệnh dịch tả vịt thì người ta thường tác động vào các cái độ tuổi như là 7 đến 10 ngày tuổi nhá.
7 đến 10, 10, 10 ngày tuổi thì đấy là cái loại vaccine thứ hai cần phải tác động. Loại vaccine thứ ba là vaccine phòng bệnh cúm. Thì vaccine phòng bệnh cúm thì chúng ta thấy là cúm H5N1, cúm H5N6 và cúm H9N2 v.v. Thì trên thực tế hiện nay là có thường xảy ra hai cái loại đó là H5N1 và H5N6. Thì cái việc mà sử dụng vaccine phòng cúm thì là người ta thường sử dụng khi mà vịt hoặc là ngan được là 14 đến 15 ngày tuổi thì người ta tác động. Và ngoài các cái loại vaccine đó thì người ta còn phải dùng cái vaccine hiện nay cũng hay xảy ra. Đó là cái vaccine để mà cái phòng bệnh nhá. Phòng bệnh do parvovirus đó là cái disease hay là cái hiện tượng là ngắn mỏ vịt thì người ta tác động. Và cái bệnh này chúng ta thấy mấy năm gần đây thì cái hiện tượng là bệnh ngắn mỏ vịt xảy ra rất nhiều trong cái đàn vịt mà chăn nuôi với cái số lượng lớn, và đặc biệt là đối với đàn vịt trắng hay còn gọi là đàn vịt bơ. Thì đấy là một số các cái vaccine hoặc là cái quy trình phòng bệnh đối với vịt thịt thì người ta thường tiến hành như vậy. Thế còn đối với vịt đẻ thì người ta thường tác động là tụ trùng định kỳ, cúm và cái vaccine dịch tả nhá, dịch tả vịt. Thì người ta tác động, thì cái tác động đây là nó tùy theo, ví dụ tụ huyết trùng là 6 tháng, còn vaccine dịch tả vịt là 1 năm, nhưng mà để mà có tác dụng tốt và cúm nữa đó, thì người ta phải là tác động khoảng là 6 đến 8 tháng người ta tác động lại. Thì đấy là cái quy trình mà phòng bệnh cho đàn vịt. Vâng, xin bà con tiếp tục đưa ra những câu hỏi để chúng tôi tập hợp và trả lời cho bà con. Và một câu hỏi nữa của khán giả Hùng Đinh có hỏi là: thầy ơi, cho bò uống bica mix thường xuyên có được không? Thì cái này thì cái B-Complex, vâng, để như này. Cái B-Complex thì như nãy tôi nói rồi là cái vitamin, đó, vitamin nhóm B, đấy là vitamin nhóm B. Thế vậy thì trong quá trình mà chăn nuôi thì chúng ta phải định kỳ bổ sung các vitamin. Thì tại sao chúng ta phải bổ sung các vitamin? Bởi vì là các vitamin trong cái khẩu phần thức ăn nó sẽ bị biến đổi do tác động của nhiệt độ, do tác động của ánh sáng và một số các tác động khác. Vì vậy mà cái hàm lượng vitamin trong cái khẩu phần thức ăn thường là không đủ cho cái đòi hỏi của cơ thể. Do vậy mà để đáp ứng được cái lượng vitamin ở trong cơ thể thì chúng ta phải định kỳ bổ sung. Và cái định kỳ ở đây là chúng tôi đã thường nói rất là nhiều, đó là cứ mỗi tháng một lần nhá. Mỗi tháng một lần và mỗi một lần từ 5 đến 7 ngày. Thì vậy với một cái số ngày cụ thể trong một tháng như vậy đã đủ bổ sung cái lượng vitamin cần thiết đối với cơ thể, chứ không nên cho uống thường xuyên. Đó. Thì cái uống thường xuyên thì chúng ta thấy là nhiều khi là nó cũng chỉ có tác động như vậy thôi. Mà nếu mà cho uống thường xuyên thì nó có mấy cái ảnh hưởng lớn. Thứ nhất là cái giá thành hoặc chi phí trong quá trình chăn nuôi rất là cao. Chi phí trong quá trình chăn nuôi rất là cao. Và thậm chí là nếu mà uống mà không đúng điều độ thì cũng là có thể là ảnh hưởng tới cái trạng thái của cơ thể. Do vậy là thì tôi nhắc lại là không cho uống thường xuyên mà định kỳ nhá. Định kỳ đây là mỗi tháng một lần và mỗi một lần từ 5 đến 7 ngày là đã đủ cái lượng vitamin cần thiết cho bò nhá. Cho nên là anh cần phải lưu ý mấy vấn đề như vậy. Vâng, xin bà con tiếp tục đưa ra những câu hỏi để chúng tôi. Trường một câu hỏi nữa là Mai Thanh Luân. Cho vậy là cái trường hợp này là khán giả đã nuôi dê, đúng không? Đã nuôi dê và cũng rất tâm huyết đối với con dê. Vì vậy mà có rất nhiều những câu hỏi và thường xuyên theo dõi cái chương trình live stream trực tuyến của chúng tôi. Và Mai Thanh Luân có đưa ra cái câu hỏi như thế này: thưa chuyên gia tư vấn, dê con tầm 25 ngày tuổi kêu la rồi chết rất nhanh, bụng thì không phình to,
Nhưng khi vỗ vào thì thấy bịch bịch, nghe giống như là có nước ở bên trong, phân sền sệt màu vàng, là cái bệnh gì? Thế vậy thì trong trường hợp đây là cái hiện tượng mà viêm ruột hoại tử nha. Đây là một trong các cái bệnh mà viêm ruột hoại tử. Thế vậy thì đối với viêm ruột hoại tử là ở dê thì người ta đã có vaccine để tác động, và khi mà dịch bệnh xảy ra thì nó chết rất là nhanh, và cái tỷ lệ hao hụt rất là cao, hoặc là cái tỷ lệ rủi ro rất là cao. Cho nên trong trường hợp này là trong quá trình chăn nuôi thì anh cần phải lưu ý, đối với dê thì cần phải tác động một số các loại vaccine. Tôi nêu lại mà cái đợt trước đó khoảng là số 30 mấy hoặc 20 mấy đấy, thì tôi cũng đã có một số cái chuyên đề chuyên môn về con dê. Đó, phòng bệnh cho con dê, rồi là tiêu độc khử trùng cho con dê và một số các bệnh thường xảy ra đối với dê. Thế vậy thì trong đối với dê thì anh cần và bà con cần lưu ý phải là phòng một số các bệnh. Thứ nhất là viêm ruột hoại tử, thứ hai là bệnh đậu, và thứ ba là bệnh tụ huyết trùng nhá. Thứ ba là bệnh tụ huyết trùng, và thứ tư là cái bệnh ký trùng đường máu, hay người ta gọi là bệnh tiên mao trùng. Thì đấy là một số các cái bệnh, và đồng thời còn phải tác động để mà tẩy giun sán cho dê nhá. Và trong cái trường hợp này thì khi mà thấy có một số con có những hiện tượng như vậy thì theo chúng tôi là những con còn lại trong cái ô chuồng đó thì anh sử dụng cái A mốc 50 hoặc A mốc 75. A mốc 50 hoặc A mốc 75 là cho trộn vào khẩu phần ăn là cho dê ăn. Và đồng thời là dùng, hoặc nếu không có A mốc 75 hoặc A mốc 50 thì có thể là dùng amoxicillin, hoặc có thể là dùng amoxicillin để mà cho dê uống, cho toàn bộ đàn dê khỏe uống. Và đồng thời là dùng A mốc LA để tiêm nhá, dùng A mốc LA để tiêm cho toàn bộ đàn dê. Và cùng với việc mà sử dụng cái thuốc mà để đặc trị đối với vi khuẩn yếm khí thì còn dùng thuốc trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng như là vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine để tiêm cho dê. Và dùng Catosan hoặc Satosan để tiêm cho dê, cùng với việc là cho dê uống nước tỏi, và với cái biện pháp trên điều trị liên tục từ 5 đến 7 ngày. Và tôi nhắc lại là trong trường hợp viêm ruột hoại tử là phải tác động sớm nha, tác động sớm và tác động tích cực, chứ còn khi mà đã có các biểu hiện trên thì cái tỷ lệ là chết rất cao và cái việc khắc phục rất là khó. Cho nên để phòng được cái viêm ruột hoại tử thì chúng ta phải là sử dụng vaccine. Thì cái vaccine mà để phòng viêm ruột hoại tử thì khi mà dê đẻ ra nhá, dê đẻ ra khoảng là 10 đến 15 ngày thì là chúng ta tác động cái vaccine viêm ruột hoại tử. Vâng. Một khán giả tên là Hoa Muống Biển. Vâng, cảm ơn khán giả đã quan tâm tới cái buổi live stream trực tuyến của chúng tôi. Và hôm nay lại có rảnh rỗi thời gian để mà theo dõi. Để có thể nâng cao cái hiệu quả làm sạch trang trại thì người dân cần sử dụng các loại thuốc sát trùng trại tốt nhất hiện nay. Thuốc được bán phổ biến tại các quầy. Vâng, thì cái thuốc mà có tác dụng sát trùng chuồng trại hiện nay thì chúng ta thấy là hầu hết là các cái thuốc mà có tác dụng rất là tốt, và ít ảnh hưởng tới cái trạng thái của vật nuôi, cũng như ít ảnh hưởng đối với cơ thể của con người. Những năm trước kia là thuốc sát trùng người ta thường sử dụng một số loại thuốc, ví dụ như là phóc môn, ví dụ như là crizin,
hoặc là một số các loại thuốc sát trùng khác, thì cái đấy nó tác dụng sát trùng rất là tốt, nhưng mà lại tác động đối với cơ thể vật nuôi với con người rất là mạnh. Cho nên hiện nay là người ta hạn chế, mà nếu có sử dụng thì người ta phải là, đối với người mà sử dụng thuốc sát trùng đó là phải có bảo hộ lao động, và trong cái chuồng nuôi là phải không có vật nuôi ở đó. Thế còn những thuốc sát trùng hiện nay là có tác dụng rất tốt, và cái việc mà phân hủy sau khi mà sử dụng là nó cũng rất là tốt, và thường không gây ảnh hưởng, không gây ảnh hưởng đối với người sử dụng hay là người sử dụng cũng như là đối với vật nuôi, thì như là iodin, 2-iodin povidin, hoặc là ăn ticep bencoxit nhá, hoặc là BKA vân vân. Và những loại thuốc này chúng ta thấy là phun trực tiếp nha, trực tiếp vào chuồng nuôi mà vẫn có vật nuôi, vẫn còn vật nuôi, và đồng thời thực có thể là phun trực tiếp lên thân vật nuôi, nhưng không tránh cái vùng mặt nhá, tránh vùng mặt. À, thì đấy, thế vậy thì cái việc mà để có cái thuốc sát trùng có hiệu quả thì cần phải lưu ý là mỗi một loại thuốc sát trùng khác nhau có cái nồng độ pha khác nhau, cho nên là phải đọc kỹ để mà pha với cái nồng độ đúng, và pha cái nồng độ đúng rồi thì phải là gì, đậm độ, phun với đậm độ đúng, tức là 1 lít, tôi lấy ví dụ 1 lít thuốc sát trùng pha theo đúng nồng độ thì phun cho bao nhiêu cái diện tích mét vuông chuồng trại, thì phải là thực hiện đúng như vậy, thì người ta nói gọi là cái đậm độ. Và một vấn đề nữa là thuốc sát trùng chỉ có tác dụng khi mà làm sạch cơ học cái khu vực chăn nuôi và chuồng nuôi, chứ còn nếu mà chuồng nuôi mà vẫn còn có nhiều chất thải thì cái thuốc sát trùng không có hiệu quả, không có tác dụng gì cả. Và một vấn đề cuối cùng nữa trong quá trình sử dụng thuốc sát trùng cần phải lưu ý, đó là sau một cái khoảng thời gian nhất định, và qua nghiên cứu của nhà chuyên môn thì một thuốc sát trùng dù có tốt đi thế nào chăng nữa thì 3 tháng phải thay thuốc sát trùng, chứ nếu mà cứ dùng kéo dài trên 3 tháng thì cái hiệu quả của thuốc sát trùng đó sẽ không có hiệu quả. Vâng, thì đấy là một số những cái trả lời tóm tắt trong trường vực mà sử dụng thuốc sát trùng mà khán giả đưa ra, và rất cảm ơn khán giả đã theo dõi và đưa ra những câu hỏi đối với chương trình này chim trực tuyến của chúng tôi. Vâng, trang trại Tuấn Nghĩa. Vâng, xin chào anh Tuấn, lâu lắm rồi đúng không? Chúng tôi không được vào cái trang trại của anh, nhưng mà qua do tút và qua Facebook thì cũng đã biết là cái trang trại của anh rất là đẹp đó. Đấy là một cái trang trại vừa là trồng trọt vừa chăn nuôi, đặc biệt là cái chăn nuôi lợn rừng là rất có hiệu quả. Và qua xem những cái trên những hình ảnh trên Facebook và những cái video trên Facebook thì chúng tôi cũng thấy rất là phấn khởi, và chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, và hy vọng một ngày gần đây chúng tôi sẽ lại vào cái trang trại để có thể là vừa tham quan nhưng vẫn có thể đó là đi tư vấn trong quá trình chăn nuôi cũng như trong quá trình trồng trọt. Vâng. Xin rất nhiều các bà con đang theo dõi cái chương trình livestream trực tiếp của chúng tôi, và xin bà con hãy đưa ra những câu hỏi, thì có thể là câu hỏi của bà con cũng là cái câu hỏi của là những người chăn nuôi, vì vậy mà xin bà con hãy đưa ra những cái câu hỏi để chúng tôi trả lời cho bà con. Một khán giả là tên là Nguyễn Thành Lập, liệu heo con từ 1 đến 3 ngày tuổi thuốc tiêm có thể nó có thể hấp thu được không? Không có vấn đề gì cả. Vâng, nó tùy thuộc nhá, tùy thuộc vào cái tính chất của thuốc nhá, tùy thuộc vào tính chất của thuốc và tùy thuộc vào cái tác động. Chứ vậy là không phải là cái heo là nhỏ mà tiêm là không có tác dụng và không được không hấp thu được, không phải nha. Nó uống cũng có tác dụng hấp thu, và tiêm cũng có tác dụng hấp thu, và bối cũng có tác dụng hấp thu. Thế vậy cái hấp thu của thuốc ấy, tác động của thuốc
nó có rất nhiều các cái con đường tác động, ví dụ như là đường uống, ví dụ như là đường tiêm, thì tiêm đây là còn tiêm dưới da hoặc là tiêm tĩnh mạch, rồi là tiêm bắp, thì còn trường hợp nữa là bôi ở ngoài da, hoặc là trường hợp nữa là thụt rửa vân vân. Rồi tùy theo cái tính chất của bệnh, tùy theo cái tính chất của thuốc và tùy theo cái mục đích điều trị có thể tác động khác nhau. Và tôi nhắc lại và là thuốc điều trị cũng như là thuốc bồi bổ cơ thể khi mà tác động cho heo con nói riêng hoặc là cho cái vật nuôi nói chung ở cái độ tuổi đó đều hấp thu được tốt vào trong cơ thể, chứ không ảnh hưởng gì đối với cái việc mà cái độ tuổi của vật nuôi mà nhỏ thì không ảnh hưởng đến cái hấp thu của thuốc. Cũng như đối với trẻ con chẳng hạn là mới đẻ ra mà đã có những cái bệnh rất là nguy hiểm, mà trong trường hợp đấy thì vẫn phải dùng thuốc điều trị, do vậy nó vẫn có hiệu quả. Và trên thực tế là trong quá trình mà điều trị chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều trường hợp mà tác động ở cái độ tuổi bé như vậy vẫn tác động thuốc, vẫn tác động, tức là tiêm cũng được, cũng có tác dụng rất là tốt, hoặc là uống cũng tác dụng rất tốt, hoặc bôi trên da cũng tác dụng rất là tốt. Vâng, xin mời bà con tiếp tục một câu hỏi nữa, đó là Hồ Sĩ Huynh có đưa ra câu hỏi là lợn khoảng 25 kg bị bại liệt, bị bại hai chân sau, nóng và sốt phân bình thường, thì trong trường hợp mà với cái độ tuổi của lợn và với cái trọng lượng của lợn, thì với cái độ tuổi và cái trọng lượng đấy thì theo chúng tôi có thể là lợn ở cái độ tuổi khoảng 6 đến 8-9 tuần tuổi, thì ở cái khoảng trọng lượng như vậy và cái độ tuổi như vậy thì với cái biểu hiện như vậy thì nó có hai cái khả năng xảy ra. Cái khả năng thứ nhất đó là hiện tượng viêm khớp nha. Cái khả năng thứ hai đấy nó cũng là một cái hiện tượng mà bại liệt khi mà bị mắc bệnh phù đầu xương mạch. Đó, mà bị mắc bệnh phù đầu xương mạch. Thế vậy thì nếu mà độc có viêm khớp không ấy nha, nếu có viêm khớp không thì đây cũng là có thể là một trong những cái triệu chứng của cái Glasser, hay là gọi là cái hiện tượng viêm đa xoang. Thì trong trường hợp này là chỉ có hiện tượng là khớp sưng nha. Và ngoài cái hiện tượng khớp sưng thì còn có các cái hiện tượng khác nữa, ví dụ như là rối loạn hô hấp, rối loạn hô hấp, hoặc là có những biểu hiện ở trên da, thì đấy là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai là viêm khớp đơn thuần, thì là chỉ có hiện tượng là vùng khớp bị sưng và con vật què, con vật bại liệt. Và trường hợp thứ ba đó là ngoài cái hiện tượng mà cái bại chân ấy, thì con vật có cái biểu hiện là vùng mặt bị phù và mắt bị lồi, thì trong trường hợp đấy là cái hiện tượng là phù đầu xương mặt. Và trong cái trường hợp này thì anh cũng không nêu một cách chi tiết, thì tôi sẽ đưa ra cái phác đồ điều trị có tính chất chung, điều trị chung mà có thể tác động được cả ba cái bệnh đó, nếu mà anh chẩn đoán không chính xác mà cái phác đồ này là tác động sẽ điều trị được cả ba cái bệnh. Thứ nhất là anh sử dụng nha. Thứ nhất là anh sử dụng kháng thể E. coli, anh tiêm ở phúc xoang và tiêm cho lợn liên tục 3 ngày liền. Song song với việc mà dùng kháng thể E. coli tiêm cho lợn thì anh dùng nha. Anh dùng cho tôi cái này là buổi sáng là anh dùng nha. Buổi sáng anh dùng cái Amoc LA anh tiêm nha. Amoc LA anh tiêm. Thế còn buổi chiều nhá, buổi chiều thì anh dùng cái colistin, nhớ nhá, dùng colistin anh tiêm. Nếu không có colistin anh tiêm thì anh có thể dùng là Enzofloc 10% hoặc 20%, hoặc có thể là dùng Fluorphenicol 20%, hoặc có thể là dùng Fluor 45 LA anh tiêm. Thì đấy là kho kháng sinh. Còn để mà trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng thì anh dùng vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine tiêm cho lợn ngày một lần, và dùng satosan hoặc catosan tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và đồng thời cho lợn uống
là dung dịch điện giải glucocase thảo dược, và dùng những cái thuốc này là glucocase thảo dược này kết hợp với cái para-C hoặc là cảm cúm, kết hợp với vitamin tổng hợp và kết hợp với ADA, vitamin ADA và thuốc giải độc gan thận, ví dụ như Boganic, Boganoc hoặc là Forentic. Những thuốc này hòa với nước sạch cho lợn uống tự do. Và với cái phác đồ trên, với phác đồ trên điều trị liên tục từ 5 đến 7 ngày thì nó sẽ tác động được ba cái bệnh, ba bệnh trên. Vâng. Một khán giả nữa đó là Lê Thúy. Đó, Lê Thúy. Thế vậy thì khán giả này có nêu câu hỏi này: gà 2 tháng tuổi ốm lườn, da trắng bệch, da trắng bệch, yếu ăn, đi chậm, xù lông, và hay phơi nắng, đi phân vàng xanh, xin giáo sư tư vấn cách khắc phục. Vậy thì trong trường hợp này nha, trong trường hợp này thì theo chúng tôi, đàn gà của nhà anh bị mắc bệnh là Newcastle, hay gọi bệnh gà dù, và có ghép nha, ghép với cái bệnh ký sinh trùng đường máu. Nha, ghép với bệnh ký sinh trùng đường máu. Do vậy là trong trường hợp này thì để khắc phục thì chị có thể tác động theo các bước sau đây. Thứ nhất là cải thiện lại môi trường chăn nuôi. Thế vậy cải thiện lại môi trường chăn nuôi, đây là chuồng nuôi phải là tức là phải thay chất độn chuồng này, rồi là dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi này. Và trong quá trình nuôi thì cần phải giữ chuồng nuôi luôn sạch sẽ khô ráo này. Thứ nhất, thứ hai là cái khu vực chăn thả cũng cần phải được là tẩy uế và phát quang bụi rậm nha, khơi thông cống rãnh trong cái khu vực mà chăn nuôi hoặc là gần cái chuồng nuôi. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cho gà uống nước tỏi. Thì nước tỏi đây cứ 100 g tỏi giã nhỏ pha với 10 lít nước, gạn lấy nước trong để cho gà uống tự do. Còn bã tỏi trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày cho gà ăn. Thì đấy là cái bước thứ hai. Và bước thứ ba là sử dụng theo một cái phác đồ mà chúng tôi nêu ở đây. Là việc đầu tiên là dùng kháng thể gum tiêm cho toàn bộ đàn gà, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và tiêm liên tục 3 ngày liền. Tiêm liên tục 3 ngày liền. Và sau 3 ngày tiêm kháng thể gum thì dùng vaccine Newcastle, đây là gà 2 tháng tuổi, thì dùng vaccine Newcastle hệ 1 tiêm với liều gấp đôi với liều tiêm phòng. Thế vậy thì liều gấp đôi là gì? Ví dụ một ống vaccine hoặc là một lọ vaccine, người ta chỉ dẫn phòng cho 1.000 con, thì trong trường hợp này tiêm cho 500 con thôi, thì đấy là liều gấp đôi. Và tôi nhắc lại là vaccine chỉ tác động một lần nhưng với liều gấp đôi so với liều phòng. Và đồng thời cùng với việc mà sử dụng vaccine thì sử dụng thuốc sau đây để diệt cái vi khuẩn bụi nhiễm gây viêm ruột, tiêu chảy và điều trị đối với bệnh ký sinh trùng đường máu. Đó là dùng Amoxicillin nhá, Amoxicillin hoặc là Enzoflox hoặc là Neotesol nhá, hoặc là Tetramycin trộn vào khẩu phần ăn hoặc là pha với nước uống cho gà ăn hoặc uống buổi sáng. Còn buổi chiều thì dùng những chế phẩm có tác dụng đặc trị đối với bệnh ký sinh trùng đường máu, ví dụ như là Su-99 hoặc là Chi-Sun-Pha hoặc là Metho-Pha hoặc là những chế phẩm nhá, hoặc là những chế phẩm có sulfamonometusin. Tôi nhắc lại là chế phẩm có sulfamonometusin cho ăn hoặc là pha với nước uống vào buổi chiều, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Thế vậy thì cái thuốc mà điều trị vi khuẩn bụi nhiễm cũng như là thuốc điều trị ký sinh trùng đường máu thì tác động liên tục từ 5 đến 7 ngày. Để cho đàn gà nhanh chóng hồi phục thì chị cần phải lưu ý, tức là dùng glucocase thảo dược kết hợp với vitamin ADE, kết hợp với vitamin tổng hợp nhá, kết hợp với thuốc giải độc gan thận. Những thuốc này hòa với nước cho gà uống tự do và uống liên tục 10 đến 15 ngày. Và cùng với việc là sử dụng cái men tiêu hóa, và nếu có điều kiện thì có thể là sử dụng một số những cái thức ăn bổ sung, ví dụ như là cái bung lông bật cựa 007 hoặc là ginseng
hoặc là cái chế phẩm mà đột kích kích mà bung lông bật cựa để mà tác động trộn vào thức ăn để có tác dụng kích thích sinh trưởng phát triển và tăng cái khối lượng cơ cũng như là kích thích quá trình tiêu hóa hấp thu. Thì đấy là một số các cái biện pháp điều trị như vậy. Thế vậy cũng là Thúy Lê thì có câu hỏi là cho cháu hỏi những vị trí tiêm thuốc cho gà. Thì vậy cái tiêm thuốc cho gà đây nó có mấy cái con đường đưa thuốc, thì nhật con đường cho uống, con đường tiêm thì tiêm có thể tiêm dưới da và tiêm bắp. Nếu mà tiêm dưới da thì thường tiêm vaccine thì người ta thường ở dưới da cổ nha. Có một số trường hợp là dưới da lườn hoặc dưới da cánh, nhưng mà nếu mà tiêm ở dưới da lườn dưới da cánh thì chúng ta thấy là nó rất là lâu. Cho nên người ta thường không tiêm đấy mà ở gì ở da cổ. Thế còn nếu mà tiêm bắp thì người ta thường tiêm ở cái bắp gốc cánh nha, bắp gốc cánh hoặc là ở bắp lườn. Trong thực tế là cái bắp gốc cánh người ta cũng ít tiêm, bởi vì là nó cũng rất là khó, mà khi mà chúng ta tác động vào thì có thể là ảnh hưởng rất lớn tới cái cánh, và tiêm nhiều thì cũng có thể là gây nên hiện tượng xạ cánh, cho nên người ta thường tiêm vào cái vị trí bắp lườn, thì người ta sử dụng như vậy. Một trường hợp nữa gọi là Ngộ Không: thầy ơi, khi mà heo bị sốt cần truyền nước, ta nên truyền nước ngọt hay là nước mặn? Trong trường hợp mà bệnh ở đây thì nó có mấy cái vấn đề. Sốt thì phải dùng thuốc hạ sốt, thế còn là phải đặc biệt là phải sử dụng cái thuốc mà điều trị nguyên nhân và do cái nguyên nhân bệnh mà nó gây nên hiện tượng sốt. Chứ còn nhiều trường hợp mà thấy lợn sốt xong rồi một số bà con cứ dùng thuốc hạ sốt để tác động thì nó đấy là chỉ là tác động triệu chứng thôi, không có hiệu quả nha. Cho nên là ngoài cái việc mà dùng thuốc điều trị triệu chứng này, thuốc nâng cao thì sức đề kháng và bồi bổ cơ thể, thế nên tôi nhắc lại là trong quá trình điều trị một con vật nuôi bị ốm thì phải tác động mấy loại thuốc này: thuốc điều trị triệu chứng này, thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng, và thuốc bồi bổ cơ thể, và thuốc điều trị nguyên nhân, và nếu có điều kiện nữa thì là phải sử dụng các cái dung dịch truyền. Thì với cái dung dịch truyền ở đây là có thể trong trường hợp nếu mà con vật ốm mà lâu không ăn lâu nhiều thì người ta phải dùng cái dung dịch là dung dịch đường gluco, và dung dịch đường gluco đây là phải là từ 10% đến 20% đó. Thế còn trong trường hợp mà nếu mà sốt do cái hiện tượng mất nước và tiêu chảy thì người ta lại không dùng cái đó, mà người ta lại dùng là cái nước muối sinh lý 0,9% hoặc là ringer lactate nhá, hoặc ringer lactate, hoặc là có thể là dùng cái nước sinh lý mặn ngọt, vân vân nhá. Thì tùy theo cái tính chất bệnh và tùy theo cái mục đích điều trị thì người ta sẽ sử dụng các cái dung dịch truyền khác nhau. Và đây là một cái vấn đề mà vừa rồi chúng tôi cũng đã sản xuất một cái video là cái hướng dẫn cách truyền dịch và sử dụng các cái loại dịch truyền thế nào cho nó phù hợp đối với từng đối với từng tính chất bệnh và đối với từng loại bệnh. Một cái tiết mục cuối cùng chúng tôi tư vấn cho bà con tư vấn cho bà con một cái chế phẩm thuốc thú y. Thì cái một cái chế phẩm mà người ta hay sử dụng rất là nhiều đó là Ampicep nha. Ampicep thì cái chế phẩm này là có thể là dùng cho rất nhiều các đối tượng vật nuôi, và nó có tác dụng là đặc trị tiêu chảy, phân xanh, phân trắng, tụ huyết trùng, thương hàn và CCRD. Thì đây là một cái loại thuốc mà chúng ta thấy là có hoạt phổ rất là rộng, đó, hoạt phổ rộng và tác động rất là tốt. Và đây cũng là một cái chế phẩm mà thường sử dụng rất nhiều trong cái quá trình mà chăn nuôi gia cầm, cũng như là trong quá trình chăn nuôi lợn và một số các loại vật nuôi khác, và là một cái chế phẩm của công ty cổ phần thuốc thú y Sacan. Và chúng tôi cũng đã nói, và trên cái biểu tượng ở đây thì bà con cũng thấy là một cái chế phẩm có cái thương hiệu quốc gia nha, và rất nhiều năm đạt được là cái hàng Việt Nam chất lượng cao. Vì vậy mà trong quá trình chăn nuôi thì bà con chúng ta hãy dùng nó. Và đây là một cái chế phẩm mà chúng ta thấy là cái chất lượng tốt, giá thành hợp lý và dễ kiếm trên thị trường.
Vâng, còn một số câu hỏi nữa thì chúng tôi sẽ trả lời cho bà con, bởi vì cái thời lượng trong cái buổi live stream trực tiếp chỉ có một giờ đồng hồ, và xin bà con cũng rất là cảm ơn là bà con đã theo dõi và đưa ra những câu hỏi, và những câu hỏi còn lại thì chúng tôi sẽ trả lời cho bà con với một cái thời gian sớm nhất. Một lần nữa xin cảm ơn bà con đã bớt chút thời gian theo dõi cái buổi live stream trực tuyến của chúng tôi, và xin chúc bà con một buổi tối tốt lành.